Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ hai, mùng 3 tháng Giêng năm 2022. Giờ này của chúng tôi là 10 giờ 45 buổi tối đêm. Và hôm nay nếu mà chúng ta nhìn theo lịch tài, nó cũng lại là giờ của chúng tôi. Nó là mùng 1 tháng Chạp. Và 29 ngày nữa đó là chúng ta chuẩn bị giao thừa. Tại vì tháng Chạp năm nay nó là một tháng thiếu, nó chỉ có 29 ngày thôi. Giao thừa nó không phải là 30 Tết, nó là 29 Tết. Và chúng ta chuẩn bị sau lễ Thanksgiving là chúng ta đã phải lo đến nào là Giáng sinh rồi, đầu năm dương lịch, chúc nhau Happy New Year. Mà tôi cứ hay chơi chữ, tôi cứ hay nói lái, tôi bảo Happy Near You, gần như đó là vui hơn hoặc là New Year nữa. Và bây giờ đó là tôi đi vào chương trình này. Hôm qua tôi có nói đến cái chuyện mà trí thức và những phần tử thượng lưu ưu tú của nước Mỹ đã bị một cái bệnh xoẩn động, họ không dốt tại vì họ có học, nói là thượng lưu ưu tú mà, nhưng mà ngu là tại vì vô ý thức về lịch sử, thành ra họ bị mặc cảm với Âu Châu và họ không nhìn thấy rằng là nước Mỹ hình thành từ những tai họa của các nước Âu Châu gây cho nhau. Và những cái người Âu Châu đầu tiên mà không chấp nhận được cái chuyện đó mà tìm cách chạy trốn, đi ra một cái vùng đất hoang vu. Và cái vùng đất đó, thưa quý vị, đó là tân thế giới. Và từ đó mới hình thành nước Mỹ. Và nước Mỹ là hình thành là tại vì không muốn nhận những cái di sản văn hóa, chính trị, lịch sử, kể cả an ninh và chiến tranh của Âu Châu. Rồi bây giờ đã 200 mấy chục năm sau đó, đó thì những cái thành phần mà có ăn có học nhất của nước Mỹ đó, đó quên mất bản thân và cái bản sắc của nước Mỹ ra làm sao, dạy nhau bảo nhau đó, đó là cuối cùng đi học theo Âu Châu mà không nhìn thấy Âu Châu đó, đó là tàn tạ sau 500 năm khống chế cả thế giới từ 1492 cho đến 1991, cuối năm 1991 khi mà Liên bang Xô Viết tan rã rồi sụp đổ và làm thay đổi hết tất cả những cái cục diện đó. Ý chuyện đó thì tôi nghĩ rằng là nó là cái điều nó rất quan trọng và chúng ta phải nhắc đến, là tại vì từ Âu Châu xuất phát ra chủ nghĩa cộng sản và một cái thứ chủ nghĩa cũng y hệt như là cộng sản, tai hại không kém, dù rằng là đưa ra dưới một cái dạng khác, tức là cái chủ nghĩa phát xít Đức Quốc xã của nước Đức gây chiến với các quốc gia khác ở chung quanh nó ra làm sao mấy lần trong vòng năm 1871, lúc mà nước Đức thống nhất, sau đó đến 1914, rồi sau đó đến 1939 gây ra ba chiến tranh đó, từ Âu Châu ra và nước Mỹ phải ngoái đầu quay trở lại giải quyết những cái chuyện đó của Âu Châu. Thành ra tôi có trình bày cái chuyện đó và tôi xin chia sẻ một cái kinh nghiệm nó như thế này. 4 phút. Khi mà chúng ta đọc một cuốn sách hay, tôi nói cuốn sách, nó có thể là cuốn truyện cũng được, nhưng mà căn bản nó là cuốn sách, thì chúng ta cần có 3-4 cuốn sách khác ở bên cạnh, là tại vì kiểm chứng lại những cái dữ kiện của cái cuốn sách mà chúng ta đang đọc và chúng ta ghi. Và tôi hay đọc ngược từ dưới lên, tức là tôi đọc từ mục lục sang đến những cái cước chú, ghi chú ở trong đó, và kể cả những cái thư mục của tác giả viết. Khi mà đã tham khảo những gì đó, tôi đi đọc ngược lên. Và tôi cần 2-3 cái cuốn sách khác nữa, kể cả cuốn từ điển, đặng để kiểm chứng lại. Và khi mà mình đọc cái đó, mình ghi ngay trên cái cuốn sách mình đang đọc và mình ghi chú
đặng để sau này đó, đó là nếu mình đọc lại đây mình xem nguồn gốc nó ra làm sao, và trong cái cuốn sách đó nếu mà nó có những cái điều mà mình không hiểu thì mình mới phải cần mấy cái cuốn khác, kể cả cuốn từ điển nữa, tại vì nó có nhiều chữ. Có thể rằng là mình nghĩ mình học, mình nói chuyện hàng ngày được, nhưng mà đến khi đi vào một cái lĩnh vực nó khá chuyên môn hoặc là nó quá xa lạ đó, chúng ta phải hiểu xem rằng là tác giả viết nó như thế nào, và nhờ cái đó thì chúng ta đọc rồi đọc lại và nhớ được lâu cái cuốn sách hay. Thì tôi nói rằng một cuốn sách hay là một cái cuốn sách mà nó khiến cho chúng ta phải đọc lại, và nếu mà 5 năm 10 năm đọc lại một lần nữa thì có khi chúng ta lại còn khám phá ra những cái điều mà lần thứ nhất hay lần thứ nhì mình đọc mình không hiểu. Thế đó là tôi xin phép có 5-6 phút nói về cái chuyện đó. Khởi sự là tại vì nói về cái vụ của Âu Châu. Thế và khi đó nó có một cái vấn đề nó như thế này. Thời đó, các nước Âu Châu vì hèn nhát để cho Hitler và cái lực lượng Đức Quốc xã, cái lực lượng phát xít của ông ta kia, thì tôi nghĩ nó như thế này. Từ cái chuyện cũ sang đến chuyện hiện đại, sức mạnh của Hitler đó chính là sự hèn nhát của các cường quốc ở chung quanh. Cường quốc ở chung quanh đó, tôi phải nói rõ, lúc đó là có nước Pháp, có cả nước Anh, và kể cả một nước rất lớn, mạnh và vẫn cứ hèn nhát như vậy, đó chính là Liên bang Xô Viết. Và cũng phải nói thêm nữa, có cả cái sự hèn nhát của nước Mỹ lúc đó, là tại vì cho rằng là hồi đó là chuyện của các nước Âu Châu để đúc với nhau như vậy. Từ 1939 cho đến khi mà mùng 7 tháng 12 1941 đó, khi mà nước Mỹ đó là bị đế quốc Nhật tấn công ở tại Trân Châu Cảng, mà trong một cái kỳ đó tôi có nhắc đến cái đó, và tôi có nói đến cái mà gọi là cái chiến dịch Snow, tuyết trắng đó. Chiến dịch đó là của Liên bang Xô Viết xúi dại Hoa Kỳ, lãnh đạo của Hoa Kỳ lúc đó, một ông tổng thống rất tệ, mà bây giờ nói đến như vậy đó là mọi người đó là sẽ giật mình tất cả. FDR, Franklin Delano Roosevelt, ông ta đã bị cộng sản ở ngay trong cái nội các của ông ta, trong ban tham mưu của ông ta xúi giục để làm lấy những cái quyết định nó có hại cho nước Mỹ và nó có lợi cho Liên bang Xô Viết, và nó đưa đến cái cuộc chiến với lại nước Nhật năm 1941. Và lúc đó gãi đầu gãi tai ngần ngại mãi đó, lúc bây giờ là 41 rồi, nước Mỹ mới chính thức khai chiến với lại nước Nhật. Và ngay hôm sau đó, mùng 8 tháng 12 1941 đó, là nước Đức khai chiến luôn với nước Mỹ, lúc ở nước Mỹ mới cho chuyện. Thì khi mà chúng ta đọc lại lịch sử, gặp lại những cái chuyện nó như vậy, chúng ta ghi, chúng ta nhớ. Thì bây giờ đó là tôi mới bui sang đến gần 9 phút rồi. Đi sang đến nói là Tập Cận Bình, sức mạnh của Tập Cận Bình bây giờ là cái gì? Thưa quý vị và các bạn, là sự hèn nhát của các cường quốc khác ở chung quanh. Và chính là cái sự hèn nhát đó, nó có thể dẫn đến chiến tranh, là điều ngần ý quốc gia đều không muốn, kể cả chính Trung Cộng và Hoa Kỳ và Liên bang Nga và các nước Âu Châu, nhất là các nước Âu Châu bây giờ đó là vừa muốn gãi đầu gãi tai là đồng minh của nước Mỹ, để khi có chuyện gì đó thì cần nước Mỹ giúp hoặc cần nước Mỹ bảo vệ. Nhưng mà khi mà cần nhìn thấy cái căn bản quyền lợi của họ đó thì nhiều nước vẫn muốn thỏa hiệp, toa dập, nhường nhịn Liên bang Nga, dù là với cái giá có thể hy sinh các nước Đông Âu và Trung Âu. Khốn nạn của Âu Châu nó là cái đó,
hoặc là cận đại hơn nữa và nguy hiểm hơn nữa, là mấy nước Âu Châu đó cũng vẫn còn muốn tìm cách là thỏa hiệp với lại Trung Cộng. Thì chính là cái sự hèn nhát của Âu Châu ngày xưa đã đưa đến cái sức mạnh cho một cái người điên là Hitler. Lần này đó đó, mấy chục năm sau, thưa quý vị và các bạn, lần này đó đó, Tập Cận Bình không phải là một người điên như là trường hợp của Hitler. Và lần này đó đó, thì đối thủ của các nước đó, đó là một cường quốc có sức mạnh về kinh tế, có khá nhiều vấn đề của họ ở bên trong, nhưng mà có những cái tham vọng nó lớn hơn nhiều lắm. Tham vọng nó lớn hơn cái sự cuồng điên của Hitler và cái tính chất gian trá và mưu lược của họ đó, nó còn hơn Lenin và Stalin nữa. Đó là trường hợp của Trung Cộng, và cái đó có thể rằng là nó là cái rủi ro. Bây giờ tôi xin nói vắn tắt đi qua cái đề tài nó có liên quan đến chuyện tôi vừa mới trình bày. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nhớ lại rằng là sau đệ nhị thế chiến Hoa Kỳ, tức là sau năm 1945, Hoa Kỳ trở thành một siêu cường và đã bảo vệ, chống đỡ được cho phía Tây của Âu Châu, tức là cái khu vực Tây Âu, trong suốt cái thời chiến tranh lạnh đó. Và về sau cho đến khi mà chính Liên bang Xô Viết tự sụp đổ trên cái sự bất lực của nó, mặc dù ra là đã có đầy những cái mưu lược, đã xâm nhập, đã gửi điệp viên của họ và sai khiến những cái thành phần thượng lưu ưu tú đại trí thức của nước Mỹ trở thành tay sai cho Liên Xô. Đó là trường hợp của Harry Dexter White hoặc là Harry Hopkins. Tôi có trình bày những chuyện đó, và chúng ta sẽ còn có nhiều trường hợp phải tính coi lại, chìm kiểm lại chuyện đó. Và lần này đó, chúng ta phải nghĩ đến xem là lần này đó, đó là nếu mà lại là Liên bang Xô Viết sụp rồi nhé, Liên bang Nga không còn có cái khả năng, nhưng mà nếu mà nó là Trung Cộng với những cái phương tiện và mưu lược đó dày dặn của họ đó, mà họ đã tranh thủ, họ đã khiến cho cả cái xã hội Mỹ đó là bị chấn động, thượng lưu ưu tú đại học thế này thế kia, bao nhiêu những cái doanh gia lớn của nước Mỹ, tỷ phú của Mỹ đều vì làm ăn với Trung Cộng, rồi cuối cùng sau đó, đó là giúp cho Trung Cộng đó là ăn cắp, giúp cho Trung Cộng đó đó vì cái sự hèn nhát của nước Mỹ này, giúp cho Trung Cộng tranh đua và đang muốn gây hấn với lại các quốc gia trong khu vực Đông Á, các quốc gia lân bang của Trung Cộng. Và nước Mỹ thì nghĩ rằng là mình ở xa chắc là không đến nỗi nào, mà chính là vì cái sự hèn nhát đó, đó cũng giống như là thời trước trong đệ nhị thế chiến, chắc là không đến nỗi nào sau đó là bất ngờ là bị tấn công ở trận Trân Châu Cảng. Thì chúng ta nhìn thấy cái chuyện đó để chúng ta thấy rằng là nó là rắc rối từ đệ nhị thế chiến, sau đó cho đến khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ. Và lúc đó đó là thế giới Hoa Kỳ ngây dại nghĩ rằng là cả thế giới bây giờ đó, đó là Hoa Kỳ đã chiến thắng chủ nghĩa cộng sản, tại vì Liên bang Xô Viết sụp đổ rồi, đã chiến thắng chế độ Đức Quốc xã của nước Đức, kể cả phát xít của nước Ý chẳng hạn, dù cả cái phe trục ba nước là Đức, Ý và Nhật đều đánh thắng hết tất cả, rồi sau đó thắng chủ nghĩa cộng sản nữa. Thì cuối cùng sau là nó cả thế giới rồi sẽ đi theo mô hình của Mỹ, rồi cuối cùng đó là cái coi như là lịch sử chấm dứt, chuyện đó chuyện tào lao sai bét hết. Là tại vì chính từ đó đó, đó người ta mới lạc quan nghĩ đến cái hiện tượng gọi là toàn cầu hóa, các quốc gia có thể tự do buôn bán với nhau dễ dàng hơn, không còn những cái cảnh ngăn sông cấm chợ, không còn những cái chủ nghĩa gọi là bảo hộ mậu dịch kia. Nghĩ cái chuyện đó, thưa quý vị và các bạn, cái đó nó chỉ có được một khoảng thời gian ngắn thôi, từ quãng 1992
cho đến 1999 là lúc mà Âu Châu cho rằng là có thể rằng là kết hợp lại, thống nhất là hội nhập lại hết mọi kia. Thưa quý vị, ngay sau đó 10 năm, năm 2008 đó, là đã có những cái chuyện khủng hoảng về tài chính. Nó manh nha từ Âu Châu trước, từ nước Pháp và nước Anh. Sau đó giờ nó mới bùng nổ ở tại nước Mỹ ngày 15 tháng 9 năm 2008 với cái vụ Lehman Brothers và một số những cái đại tổ hợp tài chính, bảo hiểm và đầu tư lẫn ngân hàng của nước Mỹ nó sụp đổ chẳng hạn. Thì khi đó nó là một cái cơn chấn động lớn từ 2008, nó kéo dài cho đến 2010 và nó gây ra những cái khủng hoảng mà lúc đó người ta không để ý, người ta không thấy. Cái khủng hoảng đó nó mới làm cho mọi người phát giác ra hai cái yếu tố. Cái hiện tượng toàn cầu hóa, gọi là thế giới đệ nhất thể làm ăn buôn bán mọi thứ với nhau đó đấy, nó gây ra, nó tạo ra được một số những cái điều nó có lợi trong cái chuyện mà giao dịch buôn bán, cái lượng hàng hóa ngoại thương các nước buôn bán với nhau đó. Nhưng mà nó có gây ra một cái hiện tượng là trong từng quốc gia một đó, cái hiện tượng toàn cầu hóa đó nó dẫn đến cái tình trạng bất công xã hội. Và trong những cái tập thể chung với nhau đó, trường hợp của Âu Châu là điển hình rõ ràng nhất đó. Có nhiều quốc gia có lợi nhờ cái toàn cầu hóa, nước Đức là đầu tiên, và nhiều nước ở phía Bắc của Âu Châu đó, tương đối có kỷ luật tài chính, sổ sách, ngân sách các thứ ở đâu ra đấy, tương đối gọi là vẫn còn khá. Những cái nước ở miền Nam đó là nghèo nhất, từ nước Pháp xuống đến nước Ý, xuống đến Tây Ban Nha, xuống đến Bồ Đào Nha, đến Hy Lạp chẳng hạn là đều bị khủng hoảng. Và lúc đó, nó có một cái phản ứng đó là chủ nghĩa gọi là dân túy, nôm na ra đó là chủ nghĩa đại chúng thu phục đa số người dân theo mình. Nôm na dễ hiểu đó là mị dân. Và nhân danh cái gì? Nhân danh chủ nghĩa quốc gia của từng quốc gia một. Khi mà chúng ta làm ăn buôn bán với nhau đó là vì cái lý do kinh tế, rồi vì cái lý do hội nhập đó, thì quyền lợi hay là chủ quyền của nhiều quốc gia đã bị hy sinh để nhường cái quyền lợi đó, cái quyền lực đó cho một cái hệ thống chính trị cao hơn. Đó là trường hợp của Âu Châu, thủ đô Bruxelles với lại những cái loại công chức quốc tế đó ngồi ở đó quyết định về mọi chuyện cho họ. Kể nó cũng y hệt như là trường hợp mà quỹ tiền tệ quốc tế hay là ngân hàng thế giới cũng vậy. Nó là những cái định chế đa quốc gia, là những cái định chế gọi là quốc tế đó. Lấy những cái quyết định mà những cái định chế hay là những cái quốc gia hay là những cái chủ quyền của những cái nước nhỏ đó vẫn phải chấp nhận, trừ vài ba nước lớn đó là họ ỷ vào cái thế là nước lớn của họ đó. Họ cho cái bọn công chức khốn nạn đấm mõm chúng nó và cuối cùng đã đưa ra tham nhũng. Và một trong những cái nơi mà có lợi nhất chính là Trung Cộng, và một trong những cái thủ phạm mà gây ra những cái chuyện đó là chính là Ngân hàng Thế giới. Cái hiện tượng tham nhũng, cái hiện tượng ô nhiễm môi sinh cái thứ nó ra làm sao đó, nó xuất phát Ngân hàng Thế giới là biết chuyện đó rồi cũng bỏ qua. Thì sau đó đó là chúng ta mới đưa đến một cái hiện tượng là người ta phản ứng chống lại cái chuyện toàn cầu hóa. Và cái đó, thưa quý vị và các bạn, nó đã có từ 2010, 2012. Nào ngờ 2019 thì lại có cái vụ đại dịch. Và trong 2 năm vừa rồi đó là cái trận đại dịch đó, nó là cái biến cố thứ nhì, nó đang phá vỡ cái hiện tượng toàn cầu hóa. Là tại vì vấn đề sức khỏe, vấn đề mà làm ăn buôn bán với nhau đó, bị cái trận đại dịch đó
nó làm cho cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó là bị phá vỡ và nó gây ra những cái hậu quả bất ngờ. Lạm phát. Rồi, cái chuỗi cung ứng đó, cái số cầu thì rất lên, rất cao. Nhưng mà cái số cung đó, tại vì cái chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn, không có. Cuối cùng nó đưa đến một cái hiện tượng đó là lạm phát, giá cả thực phẩm là một, nhà ở là hai, và năng lượng, dầu thô, khí đốt, xăng dầu vân vân đó đều vọt lên giá hết tất cả. Và cái đó là từ đầu năm ngoái tôi đã trình bày trong chương trình này, đó là tôi cũng nói là có thể đấy là một cái rủi ro. Và cái hệ thống ngân hàng trung ương của nước Mỹ cũng lại là đại trí thức ngây ngô nói rằng là không sao, lạm phát có thể là ngắn hạn hay giai đoạn không thôi, dần dần do đó là câm luôn, không dám nói đến là giai đoạn nữa, là tại vì nó có thể là kéo dài suốt năm 2021, và thưa quý vị và các bạn, nó sẽ còn kéo dài qua năm 2022. Và kinh tế đó là chưa biết có phục hồi hay không, là tại vì sau cái gọi là biến thể Delta thì từ đầu tháng 11 vừa rồi lại còn thêm một cái biến thể khác nữa, nó là Omicron, và nó lan rộng nhanh hơn, có thể rằng là nó gây ra cái tình trạng tử vong đó là thấp hơn, là tại vì trong hơn một năm vừa rồi đó người ta đã tìm ra những thuốc chủng ngừa này thế kia, nhưng mà nó vẫn lan rộng, thành ra cái chi phí đưa bệnh nhân nó vào nhà thương đó nó có giảm, là tại vì bệnh nhân nó có thể rằng là bị nhiễm nhưng mà không có bị nguy hiểm như là trước đây. Tuy nhiên đó, vì vậy nó có thể rằng là không vào nhà thương nhưng mà vẫn bị gián đoạn, vẫn bị giãn cách, vẫn gây ra khá nhiều vấn đề. Và ngay bản thân chúng tôi, trong gia đình chúng tôi, cuối năm vừa rồi đó là lúc Giáng sinh, đó là chuẩn bị sẽ có 30 người trong cả đại gia đình đó là tiệc tùng ăn uống gì với nhau, đùng một cái đó là 1/3 không đến được, là tại vì trong nhà có một người, hai người chẳng hạn, khi mà thử nghiệm là thấy có dương tính thì là bắt buộc là phải bị tự cô lập chẳng hạn. Những cái trường hợp đó nó gây ra không biết bao nhiêu là vấn đề cho cả cái sự vận hành về kinh tế, và những cái hãng máy bay, hãng hàng không đó là hủy trong cái dịp cuối năm vừa rồi, đó là ở tại bên Mỹ này đó là mấy ngàn chuyến bay đó là phải hủy bỏ, cái nhân viên của họ cũng bị nữa. Rồi đó là tại vì thế này vì thế kia mọi người đổi chương trình hết, thì những cái đó nó sẽ còn tiếp tục, chúng ta chưa biết nó ra làm sao với tất cả. Nhưng mà khi những cái chuyện nó tiếp tục như vậy đó thì nó chi phối cái quan hệ làm ăn buôn bán giữa các nước với nhau, nó không giống như là cái thời lạc quan của toàn cầu hóa. Và nhiều quốc gia điển hình cũng lại Âu Châu, một nước gọi là nổi tiếng là sống nhờ xuất cảng chính là nước Đức, và họ nhập bao nhiêu những nguyên nhân vật liệu các thứ là từ các nước khác sản xuất cho họ, thí dụ như là ở tại Trung Cộng hoặc là trong những lúc ở miền Nam của Âu Châu là vùng Ban Căng chẳng hạn, là bây giờ là các doanh nghiệp 2/3 các cái doanh nghiệp của nước Đức không tìm cách lấy những cái nguyên nhân vật liệu đó giao cho người khác làm gia công rồi cung cấp cho mình, họ tìm cách họ sản xuất lấy trong nội bộ của cái doanh nghiệp, hoặc là tìm cách đó có được cái nguồn cung cấp ngay trong thị trường nội địa của nước Đức. Nhiều quốc gia khác bây giờ cũng như vậy, nó tìm ra cái chuyện mà giao dịch giữa các quốc gia với nhau về mặt kinh tế của toàn cầu hóa nó đã bị phá vỡ năm 2008-2010. Bây giờ đó là 10 năm sau đó là thêm một cái trận đại dịch nữa, thành thử ra đó nó mới đưa đến những cái phản ứng mà nó dễ hiểu đó là đèn nhà nào nhà ấy dạng, mạng người nào người ấy giữ, nó đưa đến cái đâu nghĩa là như thế nào, tức là từng quốc gia một đó là phải ưu tiên lo cho mình
Và nếu mà lạc quan lắm đó, thì có thể kết hợp trong một cái thế gọi là song phương với một quốc gia khác hay là một nhóm nhỏ các cái quốc gia khác cộng tác với nhau để làm sao mà thu hẹp những cái rủi ro gọi là lây lan về dịch bệnh, lây lan về cái nguồn cung cấp đó chẳng hạn. Thế và khi mà họ chọn bạn hàng như vậy đó, thì họ phải suy nghĩ ngược trở lại với cái kinh nghiệm mà đã học được từ cái sự hèn nhát và tham lam của họ khi để cho Trung Cộng đó có thể lấn lướt, có thể lợi dụng họ, thì họ sẽ vẫn có tiếp tục cộng tác với lại một số những quốc gia mà tương đối đó là có cùng một cái giá trị về tư tưởng, về luân lý, về chính trị và về kinh tế, nhất là về thị trường đó, đáng tin thì làm ăn với nhau. Còn lại đó, đó là những cái loại như trường hợp của Trung Cộng đó, đó thì họ phải cẩn thận. Thứ nhất, gián đoạn đã đành. Thứ hai, đó lại còn bị đe dọa về vấn đề an ninh. Và tôi nghĩ rằng là cái khuynh hướng đó, đó nó sẽ còn gia tăng nữa. Thành thử ra đó, năm 2022, kinh tế toàn cầu có thể sẽ gặp cái tình trạng gọi là vừa lạm phát, vừa suy chậm. Nhưng mà nếu mà cái trận đại dịch đó lại còn thêm một cái lần biến thể thứ ba nữa, lần trước Delta rồi đến Omicron, thì có thể rằng là sau đó nó là cái gì nữa đó, thì người ta, các quốc gia đó là sẽ phải chấp nhận cái thực tế đó, đó là sống với dịch bệnh. Và cái cuộc đua giữa y khoa, khoa học về y tế, về ngăn ngừa dịch bệnh với lại cái dịch bệnh đó, đó cái trận đó, nó có thể là nó sẽ còn kéo dài. Và lúc đó, đó nó có khi nó có một cái rủi ro. Kinh tế thế giới không phải là chỉ bị suy chậm, tức là bị recession, mà bị suy thoái, tức là bị depression. Người Việt Nam đó, đó bây giờ đó, đó là chữ nghĩa rốt nát. Thành ra nó cứ nói đến cái chữ recession, nó dịch là suy thoái, đến khi mà bị nặng hơn cái chữ recession là depression đó. Là cái gì đó là ơ của mơ, a của na, dịch không ra, là tại vì không hiểu gì cả. Tôi cố gắng từ bao nhiêu năm nay tôi nói là suy trầm, có tăng trưởng nhưng mà thấp hơn trước, còn suy thoái là nó còn sụt xuống. Chữ thoái đó, và cái chữ thối đó, tức là thối lui đó, là lùi, hai cái nó khác. Thì cái đó, đó tôi nghĩ rằng là nó cũng vẫn có thể là một trong những cái rủi ro. Và tôi mong rằng là trong những ngày sắp tới đó, đó mỗi kỳ đó, đó có thể chúng ta đề cập đến một khía cạnh, một phần của cái đó không thôi. Và quý vị chịu khó theo dõi, coi lại cái chương trình đó và cầm sẵn cái tờ giấy với cái bút. Khi tôi nói cái đó nó ra làm sao đó, tôi thể ghi cái đó lại, không hiểu nghe nó lại. Tôi mong rằng là như vậy đó, đó những cái cố gắng của tôi đó, đó nó không có rơi vào lãng phí, và tôi dành thời giờ suy nghĩ chọn đề tài nọ kia là để mong rằng là chúng ta truyền bá cho nhau những cái sự hiểu biết đó. Mà bản thân chúng tôi 10 năm, 20 năm hay 30 năm vì trước không biết, thì bây giờ đó, đó là chúng ta nếu mà biết được đó thì chia sẻ cho nhau. Và đấy nó là một cái điều có lợi cho đất nước và cho dân tộc của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.